Xin kính chào quý vị khán giả đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe bài đọc có tựa đề Kế hoạch con tàu chìm của quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc. Xin mời quý vị cùng đón xem. Các quan chức hàng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc có một kế hoạch bí mật gọi là con tàu đang chìm. Họ là người trong cuộc nên biết rõ hơn phần lớn người Trung Quốc rằng chế độ này thối nát và bất ổn như thế nào. Giới tinh hoa của Đảng Cộng sản Trung Quốc không coi Trung Quốc là quê hương của họ. Họ chỉ xem đất nước như là một nơi tạm thời để họ kiếm tiền và chuẩn bị rời đi. Một số người có thể tự hỏi tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn chiếm lấy Hồng Kông, bất chấp mọi đánh giá thịnh vượng mà Hồng Kông đã tạo ra như một trung tâm tài chính tại sao đảng cộng sản trung quốc cho xây dựng sáng kiến vành đai và con đường tại sao họ đầu tư rất nhiều tiền và khắp châu phi hoặc tại sao họ tự hào khi tuyên truyền rằng trung quốc đang giúp đỡ các nước khác trong đại dịch trong khi phần lớn người trung quốc đang sống trong nghèo khổ Tại Mỹ, ngưỡng nghèo đối với một người là 1.063 đô la trên một tháng. Gần đây, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói rằng 600 triệu người Trung Quốc có mức thu nhập dưới 1.000 nhân dân tệ, tương đương với 141 đô la trên một tháng. Theo nghiên cứu của Đại học Sư phạm Bắc Kinh, khoảng 964 triệu người Trung Quốc, tức là 64% dân số, có thu nhập dưới 2.000 nhân dân tệ, tương đương với 283 đô la trên một tháng. Tuy nhiên, các quan chức hàng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc và giới thượng lưu đang sở hữu lượng tiền rất lớn. 1% số người trong top nhóm giàu sở hữu 1 phần 3 tổng tài sản quốc gia. Chi phí y tế cho các quan chức hàng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nghỉ hưu có thể hơn một triệu nhân dân tệ, tương đương với 141.000 đô la Mỹ trên một năm. Họ có thể được thay máu của người trẻ tuổi để sống khỏe mạnh và họ còn có thể được thay nội tạng khi cần thiết. Trung Quốc có một mô hình độc nhất làm giàu cho đảng và tận thu người dân. Dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người dân Trung Quốc đã trải qua hai quá trình chuyển đổi từ hệ thống tài sản tư nhân sang tài sản thuộc sở hữu nhà nước, tịch thu sung công và sau đó lại là tư nhân hóa. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc chiếm được Trung Quốc, đầu tiên họ giết địa chủ để lấy đất của họ, giết chủ doanh nghiệp để lấy doanh nghiệp của họ. Tài sản tư nhân trở thành tài sản nhà nước, Thực ra, trở thành tài sản của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mọi thứ ở Trung Quốc đều do Đảng Cộng sản Trung Quốc sở hữu. Khi nền kinh tế Trung Quốc gần như sụp đổ, các nước phương Tây đã giải cứu cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Với việc Mỹ đã mở cửa thương mại và thị trường cho Trung Quốc, nước này đã tiến hành tư nhân hóa rất nhiều đất đai và công ty. Nhưng các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc và người thân của họ đã chiếm phần lớn các cơ hội này. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng lý tưởng của chủ nghĩa xã hội để cướp lấy tài sản của người dân, sau đó tư nhân hóa các tài sản này về tay của họ. Các quan chức hàng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc có một kế hoạch bí mật gọi là con tàu chìm. Họ là trong cuộc nên biết rõ hơn phần lớn những người Trung Quốc rằng chế độ này thối nát và bất ổn như thế nào. Giới tinh hoa của Đảng Cộng sản Trung Quốc không coi Trung Quốc là quê hương của họ họ chỉ xem đất nước như một nơi tạm thời để họ kiếm tiền và chuẩn bị rời đi. Đó là lý do tại sao họ sẵn sàng giết con ngỗng đẻ trứng vàng chỉ để lấy mấy quả trứng ngay lập tức. Như trường hợp ở Hồng Kông, mô hình này được áp dụng trên toàn quốc. Trung Quốc chỉ là một vùng đất làm ăn tạm thời để kiếm tiền vào năm 2012, dữ liệu nội bộ bị dò dỉ cho thấy 90% các ủy viên Trung ương Đảng có người thân và con cái di cư ra nước ngoài. 85% các quan chức hàng đầu sẵn sàng từ bỏ chức vụ của họ và trốn thoát khỏi đất nước. Đó là lý do tại sao Trung Quốc không cho phép bất cứ quan chức địa phương từ cấp trung trở lên được giữ hộ chiếu của họ. Chức vụ càng cao các quan chức Đảng Cộng sản càng biết rằng cuộc khủng hoảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đến đỉnh điểm, họ đã chuyển tài sản của họ ra nước ngoài, chuẩn bị bỏ trốn, thậm chí đã chuẩn bị trong trường hợp khẩn cấp thì phá hủy cơ sở dữ liệu để che đậy các dấu vết. Và một phần của kế hoạch con tàu đang chìm của họ, đó là lý do tại sao họ sử dụng tiền nhà nước để hối lộ các quan chức quốc tế, kết bạn với nhiều quốc gia và sử dụng tiền một cách hào phóng cho một số nước trong khi cung cấp rất ít cho chính người dân của họ. Nhà kinh tế học Đài Loan nói rằng, một doanh nhân Đài Loan nói với ông rằng ông Giả Khánh Lâm, cựu chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, đã thuê một máy bay tư nhân chở theo vàng, đô la, euro và nhiều thứ khác bay đến Campuchia. Người ta có thể hiểu rằng tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc thậm chí quan tâm đến các nước nhỏ Phần lớn người Trung Quốc không biết rằng đó là một con tàu đang chìm. Họ đang tận hưởng hết mức có thể trong khi phớt lờ việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đang làm hư hỏng đạo đức xã hội, giống như những khách hàng đang uống rượu và ca hát trên con tàu Titanic đang chìm. Hiện tại, các cơ quan hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang rất lo sợ về lệnh trừng phạt cá nhân của các nước phương Tây. Kính thưa quý vị và các bạn, nội dung bài đọc có tựa đề Kế hoạch con tàu đang chìm của quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo Diana Zhang, một tiến sĩ là một cây bút với 20 năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu về Trung Quốc, đăng tải trên The X-Post Time. Đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau.